Ăn một quả trứng luộc vào buổi sáng, sau một thời gian cơ thể sẽ thay đổi thế nào? Nếu trứng là loại thực phẩm bạn ăn hàng ngày, thì đây là những tác động đến cơ thể mà các chuyên gia muốn bạn biết. 1. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy sinh lực. Ăn trứng vào bữa sáng sẽ cung cấp cho bạn nguồn năng lượng để làm việc hoặc tập thể dục suốt cả sáng. Sự kết hợp giữa protein và chất béo trong trứng giúp chúng là loại thực phẩm cung cấp năng lượng rất tuyệt vời. Hơn nữa, trứng còn chứa vitamin B12 giúp cung cấp nguồn năng lượng ổn định trong vài giờ sau khi ăn. 2. Hệ thống miễn dịch của bạn sẽ được tăng cường. Trứng có chứa hàm lượng dồi dào vitamin A, D và E, tất cả đều là chìa khóa để duy trì chức năng hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. 3. Não bạn sẽ hoạt động tốt hơn. Trứng có nhiều trợ lai, một chất dinh dưỡng cần thiết cho cấu trúc và chức năng của não. Trứng cũng là nguồn cung cấp axit béo omega 3 dồi dào, chất béo quan trọng này có thể tăng cường chức năng của não. 4. Da và tóc sẽ được cải thiện. Trứng là nguồn cung cấp dồi dào cả protein và biotin, cả hai đều thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vì vậy, có thể nói rằng ăn trứng hàng ngày có thể giúp bạn có được một mái tóc dài khỏe hơn. Ngoài ra, trứng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do gây tổn thương tế bào. Vì thế hãy ăn trứng mỗi ngày để duy trì một làn da trẻ trung.